chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình trò chuyện đêm khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này đây thì chương trình đã sẵn sàng để chia sẻ những câu chuyện của quý vị. Và quý vị có thể đăng ký về chương trình ở số điện thoại là 0839 101 101, từ lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Như thường lệ thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cũng sẽ là người đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ cho Phương Huyền kết nối cùng thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo, em chào chị Phương Huyền. Chào cô Mai ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ. À, em là Linh ạ. Dạ. Rất hân hạnh được nói chuyện với chị và cô Mai. Thì em cũng xin được trình bày có hoàn cảnh của gia đình em ạ. Dạ, yeah, chị nói đi ạ. Dạ. Dạ, dạ. Là gia đình em thì em có một con trai, một đứa em trai. Thì bạn em nó bị gay nên là đã tuyên bố với gia đình là em nó sẽ không có lập gia đình và không có con cái gì hết. Nên là em là con cái duy nhất trong nên là em muốn là mình làm cách nào đó mà để mà có con cái để cho ba mẹ em vui. Yeah. Bởi vì em đã một lần đổ vỡ rồi. Yeah. À, nhưng mà cái mối quan hệ đó thì em chưa có con. Yeah. Thì sau đó thì em có quen được một anh người nước ngoài, người Áo, hơn em ba tuổi, là 37 tuổi. Yeah. Thì thật sự là em đã gài ảnh vào thế để mà có một đứa con. Thì yeah. Sau cái chuyện đó thì ảnh rất là giận em. Yeah. Bởi vì em cũng không biết đâu là ảnh đang có một mối quan hệ đã được 7-8 năm rồi, em không hề biết. Nhưng mà sau đó thì khi mà có con là em nói với ảnh thì ảnh mới nói với em là như thế. Thì cuối cùng thì ảnh vẫn chu cấp cho mẹ con em đầy đủ. Yeah. Và chấm dứt mối quan hệ đó. Sau đó thì hai đứa em cũng cố gắng là đến với nhau vì biết là đó là cách tốt nhất để con mình nó được hạnh phúc. Nhưng yeah. mà do là văn hóa khác nhau và nhiều thứ nó khác nhau nữa, ảnh ở sinh, còn em thì ở Việt Nam. Yeah. Là không có cơ hội không làm nhau nhiều nên là vẫn chúng em vẫn chưa thể nào mà đến với nhau được. Thì cuối năm ngoái vừa rồi thì em có qua bên Áo thăm gia đình của ảnh. Yeah. Mối quan hệ có vẻ tốt hơn, nhưng mà bọn em có một cái trục trặc là em lại bầu đứa thứ hai. Yeah. Và cái này là hoàn toàn ngoài cái dự định của hai đứa em. Yeah. Và thực sự là lần này thì ảnh rất là giận em. Yeah. Ảnh sâu chủ lại mọi công việc, mọi cái sự việc xảy ra thì ảnh nói là em đã lừa ảnh với hai lần. Thì ảnh nói thì có cái đúng với cái sai gì đó, rằng đứa đầu tiên là em đã sai, nhưng mà cái lần này thì em không hề cố ý gì hết, nhưng mà cũng không thể nào mà chối cãi gì được. Thì ảnh nói là thôi, nếu mà em giữ đứa con thì anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Thì anh cảm thấy không có cảm thấy là em lừa anh. Yeah. Thì bọn em chấm dứt mối quan hệ này về phía anh, còn về phía em thì dĩ nhiên là em vẫn luôn luôn muốn là hai đứa sẽ quay trở lại. Yeah. Thì hiện nay thì bé đầu của mình được mấy tuổi ha? 2 tuổi ạ. Bé đầu 2 tuổi, bé trai bé gái ạ? Bé gái. Bé gái. Dạ. Là dạ, bây giờ đang ở với mẹ. À, bé sau thì được mấy tháng rồi ạ? Bé sau được ba tháng ạ. Dạ, là đang có. Dạ. Bầu 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi, đang là có bây bầu giờ mình 3 tháng. Dạ, như vậy là. Dạ. mình phân vân hay là dạ, sao? Thì như thế này, có nghĩa là thì mới đây thôi thì ảnh mới phát hiện ra là ba ảnh bị ung thư giai đoạn cuối. Dạ. Thì ảnh mới thú nhận với em là thật sự là trong thời gian mà chúng mình có mâu thuẫn với nhau về đứa thứ hai thì anh đã có quen một người khác. Ừ. Và anh biết điều đó nó không thể nào mà thành hiện thực được nữa. Khi mà ba anh bây giờ như thế này thì anh cũng muốn là chúng mình làm một cái gì đó tốt đẹp hơn để mà mang lại hạnh phúc cho ba mẹ anh và cho cả mình nữa. Vấn đề là cái chuyện mà anh đã cố gắng rất là nhiều mà em vẫn không thể nào làm anh thương em được. Trong khi đó hai đứa chỉ mâu thuẫn thời gian ngắn thôi thì anh đã thương một người khác. Yeah. Nên em rất là đang đắn đo là thực sự có nên vì con mình để tiếp tục hàn gắn với anh hay không. Mà cái này không phải xảy ra lần thứ nhất, đây là lần thứ hai rồi. Trước đây. Yeah. Đã một lần. Dạ, trước đây đã một lần khi mà hai đứa chưa đến với nhau thì anh cũng đã quen một người khác rồi. Dạ. Dạ, em nhờ cô Mai. Ừ,
Hiện nay mình đang làm công việc gì chị Linh ha? Từ lúc em sinh bé em chỉ ở nhà chăm bé thôi chị, bởi vì em đúng nghĩa là bà mẹ tôi đơn thân một mẹ một con. Ba mẹ em chuyển ra ngoài Hà Nội sau khi mà em sinh một thời gian, thì công việc của ba mẹ em á chuyển ra ngoài Hà Nội, trong này chỉ có hai mẹ con ở với nhau, nên em ở nhà. Như vậy là mọi thứ là do anh chu cấp Đúng hay rồi, sao? về về tài chính thì anh chu cấp hết. Bây giờ mình ở trong này là mình ở nhà có nhà riêng chưa hay là đang ở nhà thuê? Em ở chung với ba em, ở nhà của ba mẹ em để lại ạ. Là anh chu cấp hết cho hai mẹ con. Dạ đúng rồi. Vậy thì nếu mà bây giờ nếu mà hai người không tiếp tục cái mối quan hệ Anh vẫn thì chu cấp. anh vẫn chu cấp. Dạ Nhưng mà đúng rồi. mình có nghĩ tới việc là mình phải tự lập hoàn toàn Có trong trong dạ đúng. thì trước Dạ, đây mình làm em công cũng việc có một gì cái. ạ? Em làm kinh dịch ạ. Làm phiên dịch. Dạ đúng rồi. Tại vì như vậy khi mà nghe cách nói chuyện của chị Linh thì Phương Huyền biết rằng là mình cũng là một người mà có thể là một người phụ nữ độc lập và Dạ. rất là bản lĩnh. Dạ. Thì trong cái câu chuyện của mình tự chị cũng đã nhận ra một điều là cái mối quan hệ này nó có những cái điều khá là bất ổn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ gặp cô Mai để mình trò Dạ, chuyện với em cô cảm ha. ơn chị. Dạ, con mời cô ạ. Alo. Dạ, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Dạ, con nghe rõ cô Mai ạ. Con đang sống ở thành phố hay ở đâu hả con? Con đang ở quận 7, thành phố mình là cô. Rồi. Hiện giờ thì cháu gái 2 tuổi của con, cháu có khỏe không? Dạ, khỏe ạ, bé khỏe ạ. Con gửi cháu đi học hay là cháu ở nhà với mẹ? Dạ không, cháu vẫn đang ở nhà với mẹ. Thế một Dạ. mình con chăm cháu, chứ có ai phụ Dạ giúp không? đúng rồi. Dạ không, à con có giúp theo giờ thôi cô. Chứ còn về về cháu là một mình con lo. Dạ. Bây giờ con có thai cháu thứ hai được 3 tháng, đã hết ống Dạ nghén chưa? đúng rồi. Dạ hết rồi ạ. Con vẫn sinh hoạt được bình thường. Dạ đúng rồi, Hiện dạ giờ vẫn thì bình thường. có nhiều cái mối quan hệ chằng chịt và con cảm thấy phân vân khi mà cái người sống chung với con á, đề nghị làm coi như là Ba cho ông nó xã tương lai hả cô? gọi là cho nó hợp thức hóa cái tình trạng hôn nhân á, Dạ phải đúng không rồi, ạ? dạ, dạ Chứ bây đúng rồi. giờ thì khi con sanh cháu thứ nhất xong thì có khai sinh cho cháu không? Dạ có, cháu có hai quốc tịch và cháu có giấy nhận ba. Như Cha vậy nhận là con đã với cô. ổn. Vâng, Dạ, cha nhận dạ, con ổn thỏa rồi. dạ, Và bây giờ dạ. thì theo như con nói thì ba của người yêu của con là ung thư giai đoạn cuối, thì Dạ đúng ba rồi. của bạn bao nhiêu tuổi rồi con? 75 tuổi cô ạ. Còn con thì năm nay bao nhiêu tuổi? Con 34 tuổi. Bạn ấy Con 37 ba tuổi. bạn 37. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì anh khi mà trong cái mối quan hệ giữa con với cái anh này đó, con làm phiên dịch còn anh ấy thì làm công việc gì cơ? Ảnh làm bên đào tạo huấn luyện nhân viên đó cô. Đào tạo rồi. Khi phải các con tìm hiểu nhau thì được bao lâu? Tụi con quen biết nhau khoảng 3 năm mà, nhưng mà mối quan hệ nó chỉ dừng ở bạn bè thôi. Thế thì khi mà bạn trai con em trai con xác định là người đồng tính thì con nó bắt đầu suy nghĩ tới là mình có cháu cho gia đình đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì con lần thứ nhất á thì cái mối hôn nhân cái cuộc hôn nhân của con hay là con Dạ. đổ vỡ là do tình yêu? Dạ không. Là sao con, mối hôn nhân của con đổ vỡ bởi vì hai đứa bằng tuổi nhau nên là không biết nhường nhịn nhau. Tức là có kết Dạ. hôn phải không con? Dạ đúng rồi cô, Vậy con kết kết hôn ạ. hôn Vợ và chồng. như vậy được Đúng bao rồi. lâu thì các con ly hôn? Dạ con kết hôn được 2 năm thì ly hôn ạ. 2 năm. Thì con ly hôn mấy năm thì quen anh này? Dạ con ly hôn 2011 thì con quen ảnh. Lúc đó là con biết ảnh luôn á. Là được Con biết mấy năm? ảnh luôn. Từ 2011 đến 2015 là 4 năm đó cô. 4 năm xong mới Con biết quen. ảnh 4 năm đó. Dạ. Thì quen bạn trai và chắc lúc đầu thì con cũng nghĩ là quen vậy thôi chứ cũng không có tính chuyện lâu Dạ dài đúng đúng rồi. không ạ? Dạ Và dạ vì không, vậy cho nên con là anh ấy thì làm việc ở bên Sinh còn con thì ở Việt Nam. Bao Dạ lâu thì đúng tụi rồi. con gặp nhau lần? Khoảng 3 tháng cô ạ. 3 tháng thì hai mẹ con qua khoảng 2-3 tuần. Trước khi mà tụi con chung sống để mà có thai đó thì coi như là các con bao lâu có được gặp một lần? Dạ không tụi
rất là ít cô. Dạ. Là 6 tháng á. Dạ. Coi như là cái mối quan hệ nó cũng không có cái gì gọi là gắn bó cả. Dạ đúng rồi. Chỉ vì lúc đó lần đầu tiên là con muốn gia đình có cháu cho nên là con dạ, quyết định để có con. Dạ đúng rồi. Dạ. Và con biết là cái người phương Tây thì thường cái quan điểm về con cái họ khác với người phương Đông. Dạ, đúng phải rồi. Là cứ lấy nhau là đẻ con là họ chấp nhận, mà phải có một dạ. cái kế hoạch và có một cái sự dạ. bàn bạc thống nhất. Thì con đã làm dạ. cái điều thứ nhất này một cách hữu ý, tức là mình cố tình để mình có con. Dạ đúng rồi. Đó, và người ta giận mình thì con thấy đúng hay sai? Dạ đúng, cái đó thì quá đúng rồi. Dạ. Rồi vì dạ. sau đó là vì trách nhiệm thì anh cũng nhận con rồi cũng trợ dạ. cấp nuôi con cho tới bây giờ. Dạ, dạ. Dạ. Và cái lần có con thứ hai này thì hoàn toàn con cô tin con là con không có muốn. Bởi dạ. vì thực ra có chăm con thì mới biết là chăm con vất vả vô cùng. Mà dạ. cháu thì cũng chưa có lớn, đúng không ạ? Dạ, dạ. Đó, mà bản thân con thì cũng chưa có chính thức, cho nên cái lần thứ dạ, hai này rồi. Thì chắc chắn là mọi người nghe chương trình thì sẽ đồng cảm với con là con chưa muốn. Nhưng mà dạ. gọi là con cái là trời cho. Thế thì lần dạ. này con lại có thai. Và sức dạ. khỏe của con thì cũng tốt đúng không ạ? Dạ, dạ, ổn ạ. Và nếu như mà không có cái sự trục trặc trong cái mối quan hệ giữa con với người yêu thì chắc là mọi chuyện sẽ tốt lành. Dạ, con nghĩ là vậy. Dạ, bởi nhưng vì con có nói rằng lúc dạ, con có nói là lúc mà tụi con quen nhau đó, giận hờn gì đó thì anh cũng thường xuyên là có người khác đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Và cái mối quan hệ nó cứ trục trặc, nó không có bền vững là bởi vì hình như là con xác định là con có con là chính chứ không phải là để gắn bó với cái người đàn ông này. Trước mắt trước khi đầu là như vậy, nhưng mà sau khi con có con thì thực sự là con muốn gắn bó với ảnh để con có cha. Dạ. Thế nhưng mà con có yêu anh không? Dạ chưa ạ. Dạ chưa. Dạ. Đó thì đó là cái mà cô nói con là người ta cảm giác, người ta cảm nhận được cái tình cảm giữa tụi con nó không có cái gì sâu nặng hết á. Nhưng mà con dành tình cảm cho ảnh nhiều hơn ảnh dành tình cảm cho con. Dạ, thì cô đang nói với con là cô đang phân tích để cho con thấy rằng là lúc đầu là con cố tình mà. Đúng rồi. Tại vì cái mối quan hệ gắn bó thân xác thì nó khác với cái tình tình yêu mà trong đó có gắn bó thể xác. Dạ. Thì còn con nói con xác định là cái lần thứ nhất là con cố tình như thế. Rồi sau khi có con thì con lại muốn có một cái gọi là danh chính ngôn thuận để mà chăm sóc con, rồi con nó có cha. Dạ. Chứ cái yếu tố của tình yêu thì cô thấy nó không rõ. Dạ đúng rồi. Anh ơi, con có nghĩ rằng cái người yêu của con cảm nhận được điều này không? Dạ có, cả hai đứa đều có suy nghĩ giống nhau, là đến là vì con. Dạ, yeah. Và vì vậy dạ. cho nên là cái cứ lúc xa nhau là lại có người khác. Dạ đúng rồi. Ừ. Cho nên mình, khi mà mình nhận xét về một con người thì mình phải đặt người ta trong cái bối cảnh để thấy rằng tụi con đến với nhau là có quan hệ thể xác, nhưng mà tình yêu hình như nó không có hiện diện, mà nếu có thì nó mờ nhạt rất ít. Yeah, yeah. Đó. Thế thì đùng một cái con lại có cháu thứ hai, và vì vậy cho nên người ta hiểu lầm con là muốn ràng yeah. buộc. Ừ, muốn ràng buộc. Yeah, và yeah, chính bản yeah, chính bản thân anh này thì cũng không muốn gắn bó với con, mà chỉ có trách nhiệm với yeah. cháu thôi. Nhưng yeah, bây giờ yeah. lại thêm một điều nữa là ông nội của cháu thì lại bệnh ở cái giai đoạn cuối như vậy. Theo dự yeah. đoán của bác sĩ thì ông còn kéo dài được sự sống lâu không? 6 tháng cô ạ. 6 tháng. Mà bây giờ được mấy yeah. tháng rồi con? Vừa mới biết ngày hôm qua thôi cô. Dạ. Yeah. Và bây giờ yeah. anh thì anh nghiêm túc anh đề nghị con là hợp thức hóa yeah. cái quan hệ này, đúng không ạ? Dạ, yeah. dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà thực lòng con có tin tình yêu của anh dành cho con không? Dạ yeah, con không tin nên con mới phải có cần lời khuyên của cô. Dạ. Yeah. Và con cái không tin. Dạ, yeah, con không tin, con phân vân. Nhưng mà rõ ràng ở đây á, là con phải suy nghĩ ra một cái điều nó chín chắn hơn. Đó. Và bây giờ anh là người chính thức đề nghị hợp thức hóa cái tình trạng này. Tức là bản thân anh là con người có thể tình yêu không có sâu nặng, nhưng mà trách nhiệm thì rõ ràng. Yeah. Và bây giờ thì lại có đứa con thứ hai. Cho dẫu anh có vẻ giận con, nhưng mà trách nhiệm thì con nghĩ rằng khi con sanh cháu thứ hai thì anh, theo dự đoán của con, thì anh có tiếp tục có trách nhiệm không? Dạ chắc chắn là có. Rồi. Vì vậy dạ. cho nên cái thứ nhất mình xác định đây là một con người sống có trách nhiệm. Dạ. Và cái thứ hai nữa là ngay cả bây giờ anh ta đề nghị hợp thức hóa tình trạng hôn nhân này thì cũng là trách nhiệm của người con đối với cha. Con có nghĩ vậy không? Dạ đúng, không phải tình trạng hôn nhân con, chỉ nói là
chúng ta thử đến với nhau. Dạ. Yeah. Thì bây giờ cô nói con là hồi nãy con có nói một chi tiết mà cô lưu ý là con sang áo chơi đó. Thì ai đề nghị con sang, anh mời hay là con tự động sang? Dạ đúng rồi, anh nói là em hãy qua chuyến này thăm gia đình anh đi rồi chúng ta sẽ quyết định là có nên đến với nhau hay không. Lúc đó là chưa có thai cháu thứ hai đúng không? Dạ đúng rồi, chưa ạ. Đó. Thì con thấy không, tức là anh ấy có một cái gọi là cũng muốn cho nó rõ ràng. Và khi con sang bên Áo thì gia đình người ta cũng có một cái tình cảm với con nhất định. Cho nên theo như con mô tả là cái quan hệ của con với anh có cái cải thiện hơn đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Ừ. Và vì vậy cho nên lúc mà con mang thai, thời điểm con có cháu bé thì nó là thuận lợi về phía con á, thuận lợi tức là con thanh thản chứ không có phải là lo lắng đúng không? Cái lần thứ nhất là con chủ động thì con cũng là ước muốn để có con. Lần thứ hai trời thương con thì lại cũng đang lúc mà con thanh thản nhất thì lại có thai. Thì đó về mặt mà gọi là thuận lợi để mà cho các cháu, về sức khỏe các cháu và về tâm lý thể chất của cháu thì như vậy nó thuận lợi. Nhưng mà nếu như mình là ở trong cái hoàn cảnh của người yêu con thì chắc chắn là cũng cảm giác bực bội và khó chịu. Đấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó. Đó. Cho nên con thấy không, bằng ấy tuổi rồi. À, nếu xét về mặt con cái thì bây giờ nếu con được cháu thứ hai là quá tốt. Đúng không ạ? Vì tuổi này con có hai con là hợp lý rồi. Thế thì bây giờ anh có giận con thì anh giận. Nhưng mà rõ ràng bây giờ anh là cái người có trách nhiệm. Và nếu như anh nói là suy nghĩ làm sao để có thể gắn bó cái mối quan hệ này thì chắc chắn con sinh ra là cần phải có một cái danh phận, đó là con có cha. Thì cái này chắc chắn là có đúng không con? Đó. Và cô nghĩ rằng là anh đã đề nghị con trong cái giai đoạn mà ông nội của các cháu, con chưa chính thức là con dâu nhưng mà con đã sanh cho ông hai người, chuẩn bị có cháu thứ hai cho ông nội rồi. Thì cái này đó là cái lời đề nghị của anh, con cũng thấy rằng đó là một cái sự nghiêm túc chứ không phải là nó qua đường. Cho nên con xác định một điều là con sinh ra thì phải có cha. Vậy cái lời đề nghị này là đề nghị mà con hoàn toàn chấp nhận một cách thanh thản. Còn cái hạnh phúc á, cái tình yêu á, nó không phải là tự nhiên một mình con làm được đâu, con có nghĩ vậy không? Vậy đúng rồi, phải từ hai phía rồi. Dạ, thì con cứ làm tròn cái phận sự, cái trách nhiệm đối với các con. Bởi vì ngay từ đầu tiên khi con đến với anh này và con cố tình để có con là con, cái mục tiêu của con là con được làm mẹ. Thì bây giờ con hoàn thành cái vai trò làm mẹ mà may mắn là gặp một người có trách nhiệm, họ cũng hoàn tất cái vai trò làm cha, có trách nhiệm với các cháu, có tên tuổi của các cháu, có quốc tịch cho các cháu. Như vậy về mặt con cái, đó là một điều con phải làm cho được. Đó. Còn cái vấn đề mà đối với cái người mà sắp ở một cái ranh giới sống còn như vậy thì dù muốn dù không thì anh đề nghị, dù thật tâm hay không thật tâm, thì theo con thì con có thấy rằng là mình cần phải làm một cái gì đó để cho ông nội các cháu an lòng không? Dạ có, con cảm thấy là mình cũng cần có trách nhiệm, tuy là chưa là con dâu. Dạ. Nhưng mà con vẫn cứ phân con là ảnh, vì con đã thật sự con đã cố gắng lắm rồi, cả một năm rồi, nhưng mà anh con vẫn không làm cho ảnh thương con được. Dạ. Bây giờ cô đang nói với con là xét về mặt là mẹ của các con là con hoàn toàn là đúng ý của con, đúng ý nguyện của con, đúng không? Và xét về lương tâm và trách nhiệm thì cái việc anh đề nghị tụi con gắn bó để mà có một cái sự đầm ấm cho ông nội yên tâm trước khi qua đời thì đó cũng là một cái điều mà con thấy rằng con cũng cần phải làm. Dạ đúng. Vừa là lương tâm vừa là trách nhiệm con người hả con ha? Đó. Dạ. Thì cái đó con tách nó ra. Và con thấy con làm được không? Dạ được. Còn bây giờ con nói rằng con vẫn không yên tâm là bởi vì một năm nay con cố gắng mà hình như cái tình cảm giữa con với cái anh này nó cứ rời rạc. Dạ đúng rồi. Và luôn luôn con có một cái lo lắng là sẽ có một cái người thứ ba, thứ tư, thứ năm nào đó xuất hiện đúng không ạ? Dạ. Cô hỏi con ha, về cái trình độ học vấn á, và cái gọi là cái sự tương đồng trong cái văn hóa, trong giao tiếp ứng xử đó, thì con thấy rằng con có hiểu anh không và anh có hiểu con không? Con thấy bọn con khá là hiểu nhau ạ.
Đó là ý thứ nhất. Hiểu ở đây để là cô nói rằng là về trình độ, về mặt học thức, về mặt văn hóa đó, lối sống thì là khá hiểu nhau. Mặc dù anh là người 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 phương Tây nhưng anh lại ở Sinh, làm việc ở Sinh, tức là cũng là Á Đông, đúng không ạ? Nên khi sang Việt Nam thì gặp gỡ rồi trao đổi với con, nói chung là cũng có nhiều cái sự tương đồng với nhau. Thì đó về mặt mối quan hệ giao tiếp giữa người với người. Còn bây giờ cái tình cảm á, thì cô nói lại với con là nếu ta tách ra hai điều thì con sẽ xác định rằng lúc này dù muốn dù không, mối quan hệ này cũng cần phải có cái sự gắn bó và cải thiện hơn, bởi vì trẻ trẻ em và bởi vì người già, đúng không ạ? Tức là con và anh ấy xác định cái điều đó. Còn cô cũng nói luôn với con á, là nó cũng hơi lạ là khi người ta muốn chia tay nhau, muốn rời khỏi nhau thì người ta vẫn chưa làm được điều đó, nhưng khi con và cái bạn ấy muốn gắn bó với nhau thì đùng một cái lại có thêm một cái mối quan hệ mà theo người ta nói là mình lừa người ta. Con thấy lạ không ạ? Đó, và chính vì vậy cho nên anh cũng khủng hoảng luôn. Cho nên con yên tâm là bây giờ đừng có suy nghĩ thêm cái gì phức tạp thêm nữa, vì con nhớ là con đang trong giai đoạn thai kỳ, cho nên càng suy nghĩ càng lo âu thì mẹ nghĩ gì con nghĩ nấy. Cháu nó sẽ không có tốt con ha. Cho nên là con xác định cái điều đó để con vui vẻ an vui, là chắc chắn con mình sinh ra là có cha có mẹ đàng hoàng. Thế rồi là ông, nếu mà trời cho ông kéo dài, ông nội của các cháu mà kéo dài sự sống thì mình cũng làm một điều tốt, một điều thiện. Và đó cũng là đạo lý, đúng không ạ? Còn nếu như ông có về gì đó, có 100 tuổi thì rõ ràng là anh người yêu của con cũng không trách con được. Cái này cô tin là con làm được. Bởi vì con làm một việc mà được hai điều lợi. Một là hài lòng cho gia đình bên đó, và thứ hai nữa là cũng có lợi cho các cháu. Thế thì cái này cô tin là con làm được. Còn vấn đề tình cảm giữa con và anh ấy thì cô nói lại là không phải từ một phía. Cho nên con hãy sống và con hãy tận hưởng cái mà con đang có. Đó là con làm một bà mẹ chuẩn bị có thêm đứa con thứ hai. Rồi anh ấy trong cái mối quan hệ gắn bó, hiện giờ chưa có chính thức đăng ký kết hôn, nhưng mà anh vẫn chăm chút như một ông bố thực sự của các cháu, thì con hãy vui trong cái niềm vui đó. Còn con cứ nhớ một điều rằng là bản thân người này họ có trách nhiệm, cho nên mà họ cũng rất là sòng phẳng. Con có nghĩ như vậy không? Dạ đúng rồi, anh rõ ràng lắm. Dạ rõ ràng. Cho nên nếu như trong tương lai sau khi mà ông nội cháu mà không qua khỏi đó, thì cái nhiệm vụ, cái lương tâm của mình cũng đã làm tròn, và anh ấy cũng thấy anh không bị dằn vặt bởi cái chuyện mà rất không rõ ràng. Con đang sợ lúc mà... đó anh bảo là thôi bạn đi rồi tôi nghĩ cho mình chết. Thì đây bây giờ cô đang nói đây là nếu có hai khả năng xảy ra, một là sau cái ra đi của người cha và có thêm sự ra đời của cháu, một cháu nữa, thì có thể nó sẽ thay đổi tự thân mối quan hệ, nó thay đổi tốt hơn, thì đó là cái điều ta khỏi bàn, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà sau khi mà cái chuyện mà người thân mất rồi và anh vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, như anh nói là mình vẫn không thể có hạnh phúc được, thì cái đó đương nhiên là con thấy là nó nằm trong một cái điều, nó đâu có phải là bất ngờ, mà hoàn toàn nằm trong sự hiểu biết của con và dự đoán của con nữa. Cho nên đây không phải là cái mà mình bất ngờ, mà nó nằm trong cái lộ trình mà của cái gọi là hôn nhân không tình yêu, thì buộc nó phải dừng lại thôi. Nhưng mà cha thì vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ, phải không ạ? Và cái con được lớn nhất đó là con trải qua cái lần hôn nhân thứ nhất là không có con. Bây giờ với cái mối tình này con được hai đứa con, con được thực hiện cái thiên chức là mẹ, và có một cái người gọi là người sống chung với mình, thì họ không có phải là người thiếu trách nhiệm. Cho nên cái việc nào ra việc đó, con không thể thay đổi cái thực trạng là bây giờ con là mẹ của chuẩn bị hai đứa con, đúng không ạ? Mình không thay đổi được cái thực trạng đó. Và nếu nó tốt hơn thì đó là cái điều may mắn, mà nếu không tốt hơn thì nó nằm ngay trong cái lộ trình mà con biết nó sẽ diễn biến là như vậy. Cho nên cô nghĩ rằng là con có lo lắng phân vân, và con cũng tin cậy chương trình để mà chia sẻ với chương trình. Cô rất hiểu con, nhưng cô nói lại là tách ra để cho con cái nó được bình an trong khi mà cháu nó đang được hoài thai. Còn cái mối quan hệ của con với người bạn trai đó thì con thấy rồi đó, nó cứ đi theo cái lộ trình như vậy. Và khi mình chủ động trong chuyện này thì con sẽ cảm thấy bình an, và khi con bình an, con thanh thản, thì biết đâu chính cái sự thông dong của con thì lại lay động cái trái tim của anh hay sao. Dạ
Cho nên cái chuyện này mình không biết trước được hai con ha. Cô Mai không thể là thầy bói để bói cho con là thế này thế này, nhưng tương lai nó thông qua cái hiện tại mà con đang sống. Đó, con chăm chút các con cho tốt nè, con chăm sóc bản thân con cho tốt nè, con lo lắng cho anh cho tốt, vì đó là bố của các con mình. Đúng không? Và mình cũng không có quỳ lụy, không có gì hết. Đó, rất rõ ràng và đúng theo tinh thần của phương Tây là cũng rất sòng phẳng. Chuyện nào ra chuyện đó. À, và sau đó từ từ anh sẽ thấy à, không phải là con muốn ràng buộc anh để con làm chuyện đó, không phải. Tại vì bây giờ con nói là tình ngay mà lý gian, đúng không ạ? Tức là thực tình con muốn như vậy nhưng mà trời cho con. Và nếu con có giải thích cho anh thì con nói là cái được lớn nhất của con là trong chỗ vô tình mà trời cho con được hai đứa con. Còn cái chuyện mà mình có like cái gì của nhau đó thì cái này phải để nó thật sự tự nhiên chứ không thể ép được. Không phải em sanh hai đứa con để em ép anh phải lấy em, không phải chuyện đó. Và mình càng tự tin, càng tự chủ trong mối quan hệ này thì chắc chắn nó sẽ có cái chiều hướng tích cực hơn. Nên người ta bảo là tương lai là điều mình không biết, nhưng nó có thể dự báo được qua những cái hiện tại. Nếu mà anh chăm chút cho cái gia đình này, chăm chút cho các cháu, hài lòng với cái việc mình đã hợp tác với anh để giúp cho cha anh những cái năm tháng cuối đời có những cái ngày tháng bình yên và hạnh phúc, thế là như vậy là mình đã làm tròn những gì trong khả năng con có thể làm được. Và cô tin và cô cũng nghĩ rằng con cũng tự tin là con sẽ làm được. Con cảm ơn cô. Như vậy là con hãy bình yên ha, và cố gắng giữ sức khỏe để cho mẹ tròn con vuông. Chương trình chúc con chắc chắn là có thêm một em bé trai gái gì cũng rất đáng yêu, vì đó là sự mong đợi của con và đó là hạnh phúc làm mẹ của con nhé. Chào con. Con cảm ơn cô. Chào con. Như vậy là tối hôm nay khi mà mình trò chuyện với cô xong thì chắc là mình cũng thoải mái hơn rồi đúng không ạ? Cô cũng đã chia sẻ rất là cặn kẽ và điều quan trọng là làm sao để mà vẹn cả đôi đường và thoải mái nhất ở cái thời điểm hiện tại, bởi vì mình cũng biết là con là của trời cho mà. Nếu mà với từ tâm một người mẹ thì mình sẽ không nghĩ tới cái chuyện là bỏ con. Và trong cái câu chuyện này thì cái người đàn ông đó là người trước hết là rất là có trách nhiệm với đứa con của mình. Còn lại chuyện tình cảm thì cả hai thì vẫn chỉ đang ở cái mức và ngay bản thân của chị thì mình cũng dùng cái từ bạn thôi, mình cũng không có nói là người yêu hay gì cả. Thì biết đâu cái con đường như cô nói, mọi thứ nó sẽ theo cái quy trình nó diễn ra, và cái gì đến đôi khi nó cũng sẽ tự đến. Mong rằng là mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, an tâm hơn để lo cho sức khỏe của cả hai mẹ con ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo của tối hôm nay. Alo. Alo, dạ chào chương trình ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, mình đang gọi tới Em từ là một đâu ha? thính giả ở Nam Định ạ. Em À, được giấu tên ạ. dạ. Rồi, rất là vui khi mà gặp một thính giả ở Nam Định gọi điện chia sẻ cùng với chương trình ha. Mình nghe chương trình được bao lâu rồi ạ? Dạ, em cũng mới biết chương trình cách đây được một tuần ạ. À, dạ. À, Là mình vô tình mình nghe hay như thế nào? vâng, thì em vô tình lên trên YouTube ấy, Dạ. thì thấy phát lại cái chương trình ở trên kênh YouTube, Dạ. thì em đang có một vấn đề về trục trặc trong chuyện tình cảm và gia Dạ, đình, dạ. thì qua đây em muốn chương trình có thể tư vấn giúp em được không ạ? Dạ, rồi mình bắt đầu chia sẻ ha. Dạ vâng, thì em đang là đang sống độc thân, năm nay em 26 tuổi, đang làm nghề sale, thì trên cái con đường làm việc của em ấy chị, thì em có gặp một người hơn em 2 tuổi, và cô ấy thì đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Thì em với người yêu em thì nói là yêu nhau nhưng mà cũng sống được với nhau như vợ chồng được một khoảng thời gian rồi đấy. Thì trong đợt vừa rồi thì người yêu em là người dân tộc ấy, người yêu ở trên Điện Biên, thì cô ấy dẫn em lên trên nhà rồi cũng ra mắt gia đình, rồi cũng nói chung là gặp tất cả mọi người rồi. Bọn em cũng đã có ý định tiến đến hôn nhân, nhưng mà trong cách đây khoảng thời gian gần 1 tháng ạ, thì người yêu em có sang bên Lào để làm việc cùng với chị gái ạ. Chị gái em à, chị gái người yêu em thì ở bên đấy mở quán quán ăn ấy ạ, thì muốn cần người để sang giúp đỡ ấy. Thì người yêu em sang bên đấy thì cô được một
một thời gian thì cô ấy gọi điện về cho em với thái độ có vẻ là hơi lạnh nhạt. Yeah. Kiểu là muốn ngãng ra ấy. Thì cô ấy bảo là em sợ quá khứ sẽ lại lặp lại và em và cô ấy sợ sẽ làm khổ em ấy. Yeah. Thì em rất là bế tắc. Khi em nghe như vậy thì em rất là bế tắc và em không biết phải giải quyết như thế nào cả. Yeah. Và em đã có ý định là sang bên đấy để tìm cô ấy về ạ. Thì mong chương trình có thể cho em được một lời khuyên đúng không ạ? Dạ, năm nay mình bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em năm nay 26 tuổi. 26, bạn gái 28 đúng không ạ? Dạ vâng. À, cô ấy có một đứa con mấy tuổi rồi ạ? Dạ, cháu mới được 2 tuổi ạ. Bé 2 tuổi, bé trai hay bé gái ạ? Dạ, bé trai ạ. Bây giờ bé đang ở đâu? À, khi cô ấy đi thì cô ấy gửi con lại cho mẹ. Ở ngoại, ở Điện Biên. Vâng ạ. Dạ. Là hạng cố thì đã ly hôn rồi đúng không ạ? Dạ vâng, cắt đứt hoàn toàn đấy. Dạ. Là hai người quen nhau một thời gian và đã tính tới chuyện hôn nhân. Dạ vâng ạ. Ừ. Bây giờ cố qua bên Lào được bao lâu rồi? Dạ, nhưng sang bên đấy được tầm một tháng, hơn một tháng. À, mới qua được tầm một tháng. Vâng ạ. Thì đã nghĩ là đã nói tới chuyện là muốn giãn ra. Thì cô ấy bảo là em suy nghĩ rất là nhiều và sợ là sẽ làm khổ em, thì không biết là cô có chịu nổi sức ép từ phía gia đình nhà em hay không. Ừ. À, thì à, khi mà nói là hai người quen nhau tính tới chuyện hôn nhân có nghĩa là hai bên gia đình đã biết rồi đúng không? Hay sao ạ? Thì em đang sống một mình, em cũng chưa muốn cho gia đình em biết đấy ạ. À. Thì có em với cô ấy thì cũng muốn bàn với nhau là tính đến chuyện hôn nhân, còn cô ấy thì dẫn em lên gặp gia đình nhà cô ấy coi như là ra mắt rồi. Dạ, yeah, bên gia đình nhà cô thì biết rồi. Cái phản ứng của gia đình nhà cô như thế nào? Thì cũng rất là vui chứ. Ừ. Nói chuyện rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Dạ. Yeah. Còn bên nhà mình thì chưa biết gì hết, nhưng mà cơ bản thì trong gia đình mình gia đình em thì cũng biết phong phanh thôi, nhưng mà bố em có vẻ không vừa lòng vì người yêu em là người dân tộc ạ. Bố em có vẻ không thích lắm. Dạ. Yeah. À, ngoài bố ra thì những người khác trong gia đình thì thế nào? À, chỉ có bố em biết. Còn những người khác thì coi như là em giấu kín. Ừ, dạ. À, cái công việc của bạn thì sao? Công việc của em thì vẫn ổn định như vậy. Ừ, thu nhập thế nào ạ? Có ổn không ạ? Dạ, thu nhập thì cũng được gọi là khá. Ừ, nghĩa là mình tự lập hoàn toàn mọi thứ. Và em tự lập hoàn toàn. Dạ. Thì trước đây khi mà trong thời gian quen nhau trước đây có bao giờ cô nói tới chuyện đó không? Chuyện là sẽ không chịu được áp lực hay như thế nào đó không? Có, đã từng nói một vài lần. Dạ. Là không em biết, sợ rằng là gia đình anh sẽ không chấp nhận em. Cô ấy thường nói với em. Dạ. Đó là cũng chỉ nói với nhau những điều đó thôi, còn cũng không có cái gì là quá nặng nề đúng không? Vâng ạ. Dạ. Còn cái phản ứng lần này là do là đi xa thì mình sợ, mình cảm giác mình áp lực nhiều hơn, hay là mình thấy rằng là cái mức độ nghiêm trọng hơn? Ý là sao ạ? Ý là cũng cái câu nói đó trước đây cũng đã từng nói và nó có thể là nó không có gây áp lực cho mình, nhưng mà bây giờ do cố đi xa và cái cảm nhận của mình thì đi xa nên là mình có cái cảm nhận là nó nặng nề hơn, hoặc là nó nghiêm trọng hơn, hay là thực sự là cái câu chuyện đó mình thấy nó nghiêm trọng hơn? Em thấy là có vẻ là nó nghiêm trọng hơn. Ừ. Bởi vì chưa bao giờ cô ấy nói với em những điều vậy. Ừ. Chưa bao giờ, lúc yêu nhau thì chưa bao giờ dám nói ra những điều như thế, là mình chia tay, ý là kiểu bảo em là có ý định chia tay. Dạ. Yeah. À, có nghĩa là trước đây thì nói rằng là cũng lo sợ là gia đình không chấp nhận thôi, nhưng mà không có nói tới chuyện chia tay. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gặp chuyên gia bạn ha. Dạ, vâng ạ. Dạ, dạ. Vâng, con mời cô ạ. Alo ạ. Cô chào con. Dạ, vâng, con chào cô Mai ạ. Dạ, à, con, khi mà con lên mạng đó, nghe chương trình qua YouTube thì con nghe thấy nó có rõ không ạ? Dạ, con nghe rất là rõ cô ạ. Dạ, và lúc đó thì con đã có cái tin của bạn gái ở Lào chưa ạ? Dạ, thưa cô, lúc đấy là con có rồi ạ. Dạ, và bọn con vẫn thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau ạ. Dạ. Như vậy thì khi biết tin bạn gái có cái quyết định là muốn chia tay đó, thì con cảm thấy là mình cần phải liên lạc với chương trình
Và hôm nay thì cô cũng rất vui khi mà con từ Nam Định con gọi vào cho chương trình. Hiện giờ thì con nói là con sống tự lập, thu nhập cũng khá. Vậy thì cô hỏi con là con có sống gần gia đình hay là sống xa gia đình? Con ở nhà riêng của. Con đã mua được nhà riêng rồi sao? Dạ vâng ạ, con có nhà riêng rồi ạ. Chúc mừng con. Vì cái chi tiết mà con nói là con yêu và con chung sống với cô bạn gái hơn con 2 tuổi đó, thì trong bao lâu rồi ạ? Cũng được khoảng tầm nửa năm rồi ạ. Dạ, mới nửa năm. Trước đó thì con đã từng có yêu ai và đã từng có sống chung với ai chưa? Trước đấy thì thời tuổi trẻ thì cũng có yêu một người cô ạ. Dạ. Rồi tức cũng là yêu nói chung là kỷ niệm có sống buồn. Chung không con? Yêu hay sống chung con? Dạ thì hồi đấy thì cũng sống chung nhưng mà là hồi đấy vẫn còn là sinh viên đấy cô ạ. Dạ. Thế trước đó là con học ở đâu ra ạ? Dạ trước con học ở Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cô ạ. Dạ. Như vậy là khi ra trường con làm đúng nghề không? Dạ, khi ra trường thì con đi nước ngoài một năm con về con làm trái nghề cô ạ. Dạ, con đi học ở, con đi nước ngoài là đi đâu ạ? Là con đi Trung Đông cô ạ. À, Trung Đông là con đi làm việc hay là đi theo hình thức nào ạ? Con đi vừa học vừa làm cô ạ. À vâng, tức là cũng một năm thôi hả con? Vâng, hợp đồng ngắn hạn ạ. Vâng, vừa học vừa làm. Cái cuộc sống ở Trung Đông thì nó như thế nào hả con? Nói chung là làm ra đồng tiền lúc nào cũng vất vả cô ạ. Đồng tiền lương thiện hả con ha? Vâng. Vất vả. Và có phải vì một năm mà con đi làm vất vả như vậy thì con có vốn để con đợi con mua nhà riêng không? Vâng, cái đấy thì con xin phép không thể trả lời được không ạ? Dạ, như vậy thì cô chỉ hỏi như vậy bởi vì nếu như chỉ có một năm đi làm mà cực khổ vất vả vậy, rồi về rồi con mới 26 tuổi mà con đã có một cái ngôi nhà riêng, thì như vậy là cô rất là tôn trọng và cũng trân trọng cái thái độ lao động nghiêm túc của con. Đó thì con biết đấy là mới cái tuổi này thì con cũng đã từng trải qua một cái mối tình mà con nói là buồn đúng không ạ? Rồi chia tay, hồi đó là sinh viên. Rồi từ cái khi mà ra đi Trung Đông rồi trở về Việt Nam là con về được bao nhiêu lâu rồi? Thì cô con về được 2 năm. Dạ, 2 năm thì con ra sức con làm. Và theo như là con có chia sẻ với chương trình thì thu nhập của con cũng khá. Hiện giờ là coi như cuộc sống một nếu mà một mình con thì thong dong. Vâng. Nhà riêng có rồi. Ăn của đẻ của. Cảm ơn con. Như vậy là chúc mừng con nữa đó. Thì khi mà con sống và con quen với cô bạn gái mà ở Điện Biên này này, thì gốc là người dân tộc gì ạ? Dạ, mình yêu con dân tộc Thái của. À, dân tộc Thái. Thì con cô ấy làm việc chung với con hay sao mà quen? À, con thì làm nghề sale của, thì hay đi các cửa hàng ạ. À, thì vâng. Yêu con bán hàng để cho bán hàng thuê cho cửa hàng ạ. Dạ, thì đi có làm gặp nhân nhau viên bán hàng. Vâng. Vâng. Thì có gặp nhau thì con cũng hay giúp đỡ cô ấy xếp dỡ hàng ạ. Thì dạ, dần vâng. dần hai người cũng có tức là mối quan hệ bắt đầu từ mối quan hệ công việc. Sau không đó phải là công việc ạ. Tình cảm. Chỉ là con thì hay đi qua cái cửa hàng đấy, khách hàng quen của con và cô thì cô ấy bán thuê cho cửa hàng đấy. Vâng. Thì hay gặp nhau rồi giúp đỡ làm cô quen. Ấy. Dạ. Vâng. Tức là con có hỗ trợ cô ấy. Xong sau đó thì quen được bao lâu thì về quyết định sống chung ạ? Sống chung thì nói không nói hẳn là sống chung mà cô ấy có nhà trọ ai cô thì cứ à, cuối vâng. tuần con đi làm thì con lại xuống đấy rồi. Vâng. Ở đấy. Có khi nào con đón cô ấy về nhà riêng con chưa? Dạ có rồi. Dạ. Tức là hai bên có gắn bó mật thiết với nhau. À, đây không phải là cô tò mò để hỏi về cái điều này mà là cái xác định cái vừa rồi con nói có sống chung đó mà. Thì cái này thì nó cũng chưa đúng nghĩa là sống chung. Bởi vì nhà ai nấy ở mà, thỉnh thoảng mới gặp nhau thôi. Thì có khi thì gặp ở cuối tuần thì có thể gặp nhà con, cuối tuần có thể gặp nhà trọ của cô ấy, đúng không ạ? Vâng, có thể. Nhưng mà đấy là tùy, đấy là đợt đầu thôi. Đợt sau thì mà càng ngày càng thì gắn kết hơn cô. Gắn kết thì có ở chung có khi như cả là vợ chồng con ở đấy cùng với cô ấy luôn. Dạ, tức là đã sống chung, đúng nghĩa sống chung đó. Thì cái thời gian mà gắn bó nó được mấy tháng? Đã được 3 tháng cô ạ. Dạ, 3 tháng đầu là ở hai nơi, 3 tháng sau thì là ở chung một chỗ. Vâng ạ. Dạ, vâng. Và như vậy đó thì con thấy là bạn
chị gái của cô ấy thì kinh doanh ở bên Lào, là buôn bán, mở quán nước hay là nhà hàng ăn hay là cái gì con? Dạ, bên đấy là kiểu làm quán ăn, bán dạ. cho bán cho công nhân họ làm việc, lao động ở bên đấy. Dạ, tức là cũng một cái hình thức nghiêm túc trong làm ăn phải không ạ? Vâng ạ, nghiêm túc ạ. Khi mà cô ấy sang Lào đó, cô quyết định sang bên Lào giúp chị buôn bán đó, thì cô có bàn với con không? Có cô ạ. Dạ. Dạ. Cụ thể là cô nói thế nào? Cô bảo là em muốn đi sang bên đấy một thời gian để kiếm thêm một khoản nữa, rồi về hai đứa mình có đầy đủ cơ sở để có thể với nhau ạ. Dạ. Tức là ý cô cũng muốn tự lập trong cái cuộc hôn nhân này nếu đến và, với nhau. Dạ. Cô cũng không muốn gọi là dựa vào con quá nhiều. Dạ. Và đó là một cái ý định nghiêm túc lúc đầu khởi điểm của cái việc đi như vậy, là có bàn bạc với nhau. Và sau có đó là cũng dạ, và có cái suy nghĩ nghiêm túc. Thế thì trước khi cô đi Lào, cô dẫn con về gia đình để mà giới thiệu, hay là khi mà cô ấy gọi như là cô ấy tình cờ cô đưa con về nhà thôi, hay là không, có ý định trước khi cô ấy đi là cô bảo con lên ra mắt gia đình. Dạ. Và lúc đó con đi với tư tâm thế là ra mắt gia đình phải không ạ? Vâng. Con có mô tả là con lên trên đó thì gia đình họ rất là vui vẻ, vâng, đón con tốt. Còn vâng, cái cháu trai 2 tuổi thì bây giờ đang sống với bà ngoại phải không ạ? Vâng. Thì con với cô ấy có gắn bó với cháu trai không? Dạ có cô ạ. Con cũng thấy là cháu cũng dễ yêu, cũng gắn bó được phải không ạ? Dạ. Rất là có điều đáng yêu và cũng rất là quý con. Dạ. Con về lúc nào cũng gọi cũng quấn quýt với bậc đệ là bố bố. Dạ. Dạ. Lý do mà cô ấy ly hôn, cái cuộc hôn nhân của cô là vì sao ạ? Là do chồng cô ấy đánh đập cô ấy quá nhiều, và do là anh ấy cặp bồ với người khác. Xong là về đánh nhưng đập. Nhưng mà có cô cùng dân tộc với nhau không? Không, người đấy cũng là người Kinh ở bên Thái Bình cô ạ. Vâng. Cô ấy là hồi trước cô ấy thì cũng đi là người ít học với cô, xong đi làm dạ sớm ấy, xong là bị cô nghỉ học sớm. Chồng vâng của cô ấy là bao nhiêu tuổi ạ? Chồng cô ấy thì con cũng không rõ, tầm hơn 30 rồi ạ. Dạ, ngoài vì 30. Con cũng không muốn tìm hiểu sâu về cái vấn đề riêng tư đấy ạ. Dạ vâng. Dạ. Cô cũng chỉ nói là một người chồng bạo hành, và vì vậy thì cô chia tay. Thế thì khi mà cô đến, cô đi làm cái nhân viên bán hàng cho cửa hàng và để con ở trên Điện Biên á, thì gia đình cô ấy có đủ ăn không, và bản thân cô ấy lương có đủ sống không? Thì nói chung là lương của cô ấy cũng thuộc dạng là cũng có cao đấy ạ. Dạ. Cũng gọi là cũng cao, nhưng mà do là xích mích với chủ cửa hàng á, chủ cửa hàng không như kiểu là lương trả không đầy đủ ấy ạ. Dạ. Thế là xong là còn cắt xén thì cô ấy bực quá này, cô nghỉ. Dạ. Cô hỏi điều đó có nghĩa là dạ, vì cháu bé ở trên chỗ bà ngoại nuôi á, thì dạ, như vậy là cô vừa đi làm và cô cũng gửi về để trợ cấp để nuôi cháu phải không? Dạ. Tức là cũng không phải là cái người sống phụ thuộc. Vâng. Cũng rất tự lập luôn ạ. Dạ vâng. Dù là học thấp nhưng mà đi làm rồi cũng nhờ vả mẹ coi con thôi, chứ không phải là sống phụ thuộc của kinh tế của gia đình. À, đó là một cái thuận lợi, con có nghĩ như vậy không? Có ạ, con nghĩ như vậy, người phụ nữ như vậy rất là tinh tế, rất là vâng. Và khi mà con kết bạn với bạn ấy đó, thì các con thấy hòa hợp ở những cái điểm như thế nào? Thứ nhất là về hoàn cảnh, con cũng chia sẻ qua với cô về hoàn cảnh của con một chút, là con cũng là người sống thiếu thốn tình cảm, bố mẹ con ly thân từ năm con 10 tuổi. Dạ, ly thân hay ly hôn ạ? Ly hôn. Nói rằng à, ly hôn. Bố mẹ chia tay hồi 7 tuổi, con 7 tuổi. Con 10 tuổi ạ. À, 10 tuổi. Con nói tiếp đi cô nghe. Vâng, thì từ hồi con sống đến giờ thì tuổi thơ của con không được ở cùng với bố với mẹ. Con cứ sống với mọi người trong gia đình, thì sống với ông bà, thì sống với các bác. Dạ. Họ hàng ạ. Dạ. Dạ. Ba mẹ con đều đi bước nữa hết chứ ạ? Dạ vâng, cô ạ, để đi bước nữa hết rồi. Dạ, vâng. Và con có thấy là trong cái nghịch cảnh mình không được ở gần cha mẹ,
thì chính cái khả năng tự lập của con nó cũng là cái nguồn gốc, cái chính cái sự thiệt thòi của con ấy, con có nghĩ vậy không? Vâng. Hoàn cảnh mà may mắn thì có lẽ chưa chắc một chàng trai mới 26 tuổi mà đã tự lập để mà lập thân được như con. Cho nên là cái gì cũng có hai mặt của nó, đúng không con? À, cha mẹ ly hôn thì con cái có thiệt thòi, rồi cái tuổi thơ thì con sống với họ hàng. Thế rồi mà con cũng tốt nghiệp lại được đại học phải không con? Dạ vâng. Đó. Thì đấy là cái mà cô thường thường nói với mọi người rằng là cuộc sống thì nó được cái này nó mất cái nọ. Bản thân con thì tốt nghiệp đại học xong rồi sau đó con lại đi Trung Đông để con vừa học vừa làm. Đấy, thế thì cái bản lĩnh sống đấy không phải tự dưng mà có được, mà có cái điều đó nó được rèn giũa cho cái hoàn cảnh không may mắn của con. Thế thì bố mẹ con có yêu thương con không? Tức là có gắn bó với con không, hay là bây giờ thì cái quan hệ nó cũng lỏng lẻo, tức là thỉnh thoảng mới chỉ gặp. Chỉ có bố con là chính, còn mẹ con thì gần như là lỏng lẻo, gần như là không. Dạ, có không gặp. Vâng. Chỉ gọi là mẹ thôi. Dạ. Cô có để ý thấy con nói là khi mà con quen cô bạn gái người Thái thì bố con có vẻ không hài lòng, bởi vì là khác với dân tộc mình đó. Người dân tộc. Thế nhưng còn cái việc mà hoàn cảnh riêng của cô ấy, cô đã từng ly hôn có con ấy, thì bố con có biết không? Không ạ. Dạ. Thế đấy con vẫn giấu ạ. Vì sao con lại giấu hả con? Bởi vì con nói thật với cô là con cũng là con cả trong gia đình. À vâng. Vâng. Thế nên con vẫn, trưởng. Vâng, con trưởng ạ. Dạ. Nên là con cũng không muốn, chưa muốn là nói ngay điều đấy, bởi vì con sợ nói ngay như vậy thì bố con sẽ bị sốc. Nhưng mà theo con là nếu như giả thiết rằng cái mối quan hệ này nó thuận thảo, vâng, thì con định giấu đến bao giờ? Thì đến lúc con đưa cô ấy về nhà gặp bố con, rồi đến lúc khi nào bọn con chuẩn bị đăng ký kết hôn thì mới chính thức, đúng không ạ? Dạ. Tức là con chấp nhận cái chuyện người yêu của con, và con cũng có cái cách để con hóa giải nếu như thực sự con và cô ấy xuôi thuận. Dạ. Đúng không? Con đã chấp nhận ngay từ đầu là sẽ sống chung với lũ rồi cô ạ. Vâng, thì tại vì sở dĩ vì sao mà cô hỏi điều đó trước khi cô nói chuyện tiếp với con là cái gì nó cũng phải rõ ràng, và cái gì mình cũng phải chuẩn bị cái tâm thế. Chứ mình không phải là cái chuyện mà con sống xa cha mẹ cho nên mình tự dễ dãi với cái cuộc đời của mình. Vâng. Cái gì nó cũng phải minh bạch rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Nên cô đồng ý với con là mình chưa nói, chứ không phải mình không nói với bố mẹ. Cứ cho là bố thì con gần hơn. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là cái chuyện mà cái về cái tập tục đó thì bao giờ cũng vậy. Cái việc mà người đàn ông có thể ly hôn một hai đứa con mà gặp một người phụ nữ chưa chồng họ vẫn có thể lấy được mà không sao cả. Nhưng mà ngược lại là một chàng trai cứ cho là chưa có vợ, độc thân mà lấy một cái người phụ nữ đã từng ly hôn và có con riêng, lại là người dân tộc, thì đây cũng chính là cái vấn đề mà cô thấy rằng con đã mường tượng, đã nghĩ tới cái điều đó rồi, đúng không? Thế nhưng mà nếu như thực sự duyên phận của mình tới thì con sẽ bảo vệ cái tình yêu của con bằng cách là con vẫn đăng ký kết hôn và con vẫn chọn người con yêu, đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Cho nên là mình đã qua được cái đời sống tinh thần là mình cũng phải dự liệu trước những cái điều này. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, con có hỏi cô là bây giờ thì con có nên đi sang Lào để tìm bạn gái không? Thế thì khi mà cô ấy nói với con cái điều mà cô ấy sợ làm con khổ đó, vâng, thì cô có dự định bao giờ cô về lại Việt Nam để thăm gia đình, thăm con của cô không? Cô ấy bảo là tuần, bảo là cuối tháng năm này cô ấy về. Nhưng mà cách đây độ 2 ngày thì cô ấy cũng về, cô cũng gọi điện cho con. Nhưng con muốn lên để tìm gặp cô ấy nhưng mà cô không cho, cô bảo em chỉ ở được, em chỉ ở bên Việt Nam 2 ngày thôi, ngày mai cô lại đi sang Lào. Mà công việc của con đợt này đang rất là bận, con không thể lên được. Dạ. Tức là cô ấy tránh né. Vâng. Về thì vẫn thông báo là có về. Vâng. Nhưng gặp thì không gặp. Vâng. Lý do là ít ngày, và lại đúng là cái giai đoạn mà con thời điểm này con lại đang bận.
Thế thì đây cũng là một cái điều con có suy nghĩ gì không? Con cũng nghĩ rằng có thể là do hoàn cảnh thôi. Có thể là do cô ấy cũng suy nghĩ rồi, hoặc là con nghĩ là do ở bên đấy với chị gái cô ấy ạ. Thì chị gái của cô ấy cũng cũng hoàn cảnh giống vậy, cũng một đời chồng rồi. Như thế này chắc là để chị gái khuyên bảo là thôi đừng lấy chồng anh này kia. Con nghĩ là như vậy. Thế con nghĩ khả năng thứ nhất, khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ hai con cũng không dám nghĩ đến là sợ cô ấy phản bội con ấy. Dạ. Bây giờ như thế này con ha. Sở dĩ cô hỏi con điều đó là bởi vì thì con mới nghĩ từ phía cô ấy nghĩ mình thôi. À, và con sợ cái chuyện đó. À, đó là mình tự mình đặt giả thiết mà. Nhưng mà trong thực tế thì nó có một cái trùng hợp mà con nghĩ là con cũng cần phải lưu tâm. Đó là ngay chính cái lúc mà con bận rộn nhất thì cô ấy về Việt Nam. Thì cô có ý cô là thôi đừng gặp. Nhưng mà đôi khi phụ nữ nói có thì là không, mà nói không thì là có. Khả năng là cô ấy cũng thấy là con cũng không có tích cực gì. Dạ. Hai ngày nhưng mà mình cũng không đi tìm cô ấy, cũng không gặp cô ấy, cứ nghe nói như vậy thì mình cũng thôi luôn. Thế con có bao giờ con nghĩ rằng là chính cái điểm này cũng làm cho cô có thể cô nghĩ rằng là mình cũng hờ hững, cũng không có con không hề hờ hững cô ạ. Ngày con nói thật với cô, gọi điện sang bên đấy cũng tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà con không bao giờ con ngày nào không ngày nào là con không gọi điện sang. Yeah. Bởi vì cái chi phí nó rất là cao, nhưng mà con không bao giờ hờ hững cô ạ. Không, cái việc mà con gọi sang bên đó thì cô tin. Và bạn ấy cuộc gọi nào thì bạn nhận thì bạn cũng hiểu điều đó. Nhưng cô đang nói là nó cái ngẫu nhiên á, là cái thời điểm này con đang nói con rất là bận. Mà cô về thì cô bảo thôi đừng gặp, tại vì về 2 ngày không có gặp được, phải đi ngay. Thế nhưng mà con phụ nữ nhiều khi nói có thành không, nó không là có. Đôi khi á vậy đó, mong gặp mình ghê lắm nhưng mà lại nói như thế, mà lại trùng lập vào cái việc cái lúc mà con đang bận nên con cũng chẳng đi gặp được. Đây là cô lưu ý con cái chi tiết đó nhé. Nhiều khi người ta cũng thử lòng mình xem coi là mình như thế nào. Đó. Mà cô về Điện Biên đúng không con? Còn con đang sống thì con sống ở Nam Định hay là con đang sống ở đâu? Con đang ở Nam Định cô. Đấy, thì từ Nam Định đến Điện Biên cũng xa chứ không phải gần, đúng không? 600 cây. Dạ, nhưng mà lúc mà con yêu thì con vẫn có thể đến được. Bây giờ cô về cô thăm con cô ấy. Thế thì cái chi tiết này đôi khi người ta cũng thử mình. Con lưu ý cái chi tiết đó. Cái thứ hai nữa là như con nói là khả năng thì cô ấy lớn hơn mình 2 tuổi. Rồi người chị gái thì cũng chân chuyên như cô ấy, cũng đã trải qua một đời chồng rồi. Bây giờ có thể chị em to nhỏ bảo người ta cũng sợ chứ. Cậu này chưa chưa vợ chưa con lại trẻ hơn. Thế thì lỡ lại thay đổi thì làm sao? Người ta cũng có quyền đặt vấn đề đó. Cho nên đúng như con giả thiết là chị em người ta cũng bàn bạc với nhau cũng sợ. Cái thứ hai là khả năng thứ hai là con cũng nghĩ là cả cô có thể cô có người khác đó. Thì trong thực tế thì điều gì nó cũng có thể xảy ra, cho nên khi mình đặt trong cái bối cảnh này đó thì cô nghĩ rằng là từ Nam Định sang Lào thì cô cũng không biết đường đi như thế nào, nhưng mà khi mình muốn là sẽ được con ạ. Và nữa con biết đấy là cô mới nói với con qua điện thoại thôi, đúng không ạ? Khi mà cô nói là sợ con khổ đó thì muốn dừng cái cuộc quen biết lại, dừng mối tình ở đây, thì cũng chỉ mới nói qua điện thoại thôi. Mà điện không thoại phải thì là không dừng, mà cô chỉ muốn nói là em không muốn tiến sâu hơn nữa. Dạ. Em chỉ muốn là chúng mình yêu nhau. Dạ, đó là một cái cách nói thôi, cách nói để thoái thác thôi. Thì nói cái điều nghiêm túc đó mà qua cái điện thoại thì con có yên tâm không? Dạ. Cô ấy khoái thác cái mối quan hệ như vậy đó, tức là muốn lãng giãn giãn ra đó, thì con thấy nó qua điện thoại thì mình có yên tâm không? Không cô ạ. Tại vì đây nó là một quyết định hệ trọng. Dạ. Đúng không ạ? Đó. Dạ. Cho nên con đang hỏi cô là con nên sang Lào để thăm cô ấy không? Vâng. Dạ. Đó. Thì tại dạ. sao cô phân tích như vậy để con thấy rằng đây là một cái việc cô ấy, thứ nhất là cô đề nghị như thế thôi. Vâng. Nếu mà chúng mình cứ tiếp tục thì em là gái có chồng, liệu gia đình anh có chấp nhận hay không, rồi em lại lớn tuổi hơn anh 2 tuổi thì liệu sau này anh có vân vân và vân vân đó, rồi gia đình anh có sẵn sàng chấp nhận em hay không vân vân, thì đặt ra một loạt những cái vấn đề như thế.
Thế rồi sau đó là cô ấy tránh 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 dần dần giãn giãn ra. Đó, mặc dù là con thường xuyên gọi điện xa. Đó, thì khi mà cô tránh tránh cái chuyện này đó mà nói cái quyết định đó thông qua điện thoại thì cô đã nói với con là bản thân con thấy nó cũng không yên tâm. Đó, cộng cái thứ hai nữa là cô mới về đây, cô đi mới hơn tháng nhưng cô đã về để thăm con cô rồi. Khi cô thăm con cô thì lại trùng hợp vào cái việc con không thể đến gặp cô trực tiếp, cho nên xem như là chưa có vấn đề gì rõ ràng đây cả, đúng không ạ? Tức là cái mối quan hệ này tới đây nó chưa có rõ ràng là dừng hay là tiến hay là vân vân, chỉ thấy nó ông bà mình nói là dở dở gương đấy, mới vậy Đúng thôi. rồi ạ. Dạ, thế thì bây giờ Nhiều khi con cũng chẳng biết là cô ấy nghĩ cái gì. nhá, cho nên Vâng. bây giờ cô mới thấy là để mà giải mã được cái điều này thì việc mà đến lúc này thì con thấy là con quyết định sang Lào là đúng hay sai, muốn đi hay là muốn không đi. Con muốn đi lắm rồi cô ạ, nhưng mà do công việc của con hiện tại là nó đang quá là bận rộn, con chỉ đợi đến cuối tháng hoặc là tháng đầu tháng sau, con kiểu gì con cũng đi. Dạ, Nhưng mà thế thì con chỉ xin chương trình giải đáp là như thế là có quyết định là đúng hay là sai lầm. đấy, cho nên cô phân tích như vậy thì bây giờ con đưa ra quyết định là con phải đi, đúng không ạ? Vâng. Là bởi vì bây giờ cái mối quan hệ này mình gắn bó, mình chung sống với nhau bằng ấy tháng trời, nửa năm yêu nhau rồi gắn bó mà gọi là ở chung đó, một nhà đó là 3 tháng. Thế vì những cái lý do đó mà mình cũng lại yêu thật và mình đã dự liệu hết mọi việc rồi, thì bây giờ cái chuyện này nó chưa rõ ràng là dừng lại hay tiến tới, thì cái việc mà con làm cho nó rõ là điều cần thiết. Vâng ạ. Con xác định rồi, cho nên cái việc con đi thôi là phải đi rồi, vì mình là đàn ông mà con, đúng không Vâng ạ? ạ. Trong mối quan hệ này con là người đàn ông, con chủ động thì con sang, một là con thăm, được chưa? Vì Vâng con ạ. là nam giới con sang thăm. Cái thứ hai nữa là đúng như con nói là nó chưa rõ ràng. Thế bây giờ nếu như con sang, là nếu như cô ấy không có ai mà cô ấy vẫn muốn lạnh nhạt, muốn dừng ở đây vì cô lo sợ gì đó, thì cái chuyện đó Vâng. mình tiếp tục bàn tiếp, đúng không ạ? Vâng. Còn nếu như khả năng mà bất ưng con sang mà con thấy cô ấy có người khác thì con Vâng. đã được trả lời rồi, Vâng ạ. đúng không? Vậy vấn đề ở đây là không phải là con đi hay con không đi, mà điều là vấn đề thời gian, là con phải sắp xếp để con đi vào cuối tháng hay đầu tháng, đó là việc của con. Còn cái Vâng. câu mà con hỏi thì con đã tự trả lời rồi. Sau khi cô phân tích như vậy thì con thấy việc con đi là phải cần phải như vậy. Nó ông bà mình nói chứ không phải cô Mai nói. Có yêu thì bảo rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Nó phải rõ ràng con ạ. Đó, và cái rõ ràng rồi thì nó có đúng lý không? Đó, ví dụ như cô có người khác thì thôi, làm sao mình ép người ta được, Vâng. đúng không ạ? Còn nếu như thực sự cô cứ phân vân là yêu xa như vậy, bây giờ hoàn cảnh cô phải đi làm như thế, mình thì lại trai chưa có vợ, cô thì lại gái có chồng lại có con, thế thì đó là những cái gọi là đôi khi người ta mất tự tin vì cái khoảng cách địa lý nữa, cho nên cô muốn tránh né con thì cái việc đó lại là một việc khác, Vâng. đúng không con? Cho nên là Vâng. những cái trường hợp mà con đặt ra thì cô chỉ hệ thống lại cho con để có một điều mà con hỏi và con đã quyết định và con đã tự trả lời, đó là con nên đi sang Lào tìm bạn gái hay không, thì con nói là nên đi và con phải đi. Còn lại là thời điểm là con sắp xếp, rồi sau khi con đi về rồi đó, cái sự thật nó như thế nào thì chắc có lẽ là cô cháu mình lại phải gặp một buổi nữa thôi, đúng không ạ? Đúng không? Thì lúc đó thì mình mới biết rằng là bây giờ mình nên như thế nào, phải không ạ? Đó. Ngay cả cái cô đặt khả năng là bạn gái mà có người khác thì con cũng về, con cũng đâu có phải bình yên đâu. Đó, thế thì bây giờ là cô tạm biệt con và cô hy vọng rằng con đã đưa ra một cái quyết định làm cho con thanh thản để con có thể sắp xếp con lên đường. Chào con. Dạ vâng. Vâng à, tối hôm nay thì như vậy là mình cũng được giải tỏa phần nào ha. Và trong thời gian này lúc mà bạn đang khá bận rộn thì cũng có thể là suy nghĩ thêm về cái câu chuyện này và nghe lại trên trang web của đài để nghe kỹ hơn cái phần tư vấn của cô, hiểu hơn cái phần tư vấn của cô. Và sau khi đi qua Lào gặp bạn gái của mình rồi, nếu mà còn những cái vấn đề gì mà nó chưa ổn thỏa, chưa thể giải quyết được thì cũng có thể liên lạc lại với chương trình. Cảm ơn bạn đã kết nối với trò chuyện đêm khuya và cũng xin được nói là cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.